Ở cái video trước thì mình đã check cái số lượng của sản phẩm khi mua hàng. Ở video này thì mình sẽ làm tiếp một cái module nhỏ nữa là làm hiển thị cái slide. Mình sẽ làm cái slide này này. Thì ở cái slide này thì các bạn để ý là mình sẽ phân tích qua một chút này. Slide thì bao gồm ở đây hiện tại như cái giao diện ấy, thì nó chỉ có bao gồm ảnh là một này, cái link target về cái link nào là hai này, đấy tức là kiểu như khi các bạn muốn chọn một sự kiện nào đấy thì cho cái banner vào đây, khi người ta click vào ấy, thì nó sẽ đi sang về cái trang đấy. Đấy đại loại vậy. Thì hôm nay mình sẽ làm cái phần này. Thì để khi mình muốn thay hôm nay thay cái này, hôm sau thay cái khác ấy, cho nó tiện. Đấy thì ở đây mình sẽ tạo cái dữ liệu đã. Select. Đấy. Cái slide xong, khi tạo xong mình sẽ tạo luôn cái model và controller. Nó xong nhỉ. Đây slide đây. Ok. Tiếp theo mình sẽ tạo model này. Model. Tiếp tục sau mô đồ là controller. Admin. Đấy. Và một cái file request nữa. Và một cái file request. Đấy thì khi tạo xong thì ở trong này mình sẽ tạo dữ liệu. Thì đầu tiên mình sẽ có là table này, string đầu tiên là slide, đầu tiên là mình sẽ có là title. Ở cái giao diện của mình nó không có nhưng có thể giao diện khác nó có ấy, nên là mình cũng có đặt vậy thôi. Link thứ ba là image. Thứ tư là mình cứ toàn quên từ tin đi. Thứ tư là thằng này, SD target có nghĩa là gì? Có nghĩa là mặc định bằng một đi. Có nghĩa là khi mà một người khi mà muốn click vào cái link này ấy, thì nó sẽ ở trang mình hay là refer một trang khác hay là bán được bookmark. Đấy thì mình sẽ check vào cái đấy. Thứ tư là cái active. Active cho mình mặc định bằng một. Thứ năm là sort. Đấy. Tức là ở đây ví dụ mình muốn slide nào lên đầu ấy. Đấy thì mình sẽ có dùng cái trường sort này. Ok, vậy là cơ sở liệu của nó chỉ cần vậy thôi, nó không còn nhiều đâu. Mình cũng làm chỉ đơn giản. Sau đó mình chạy cơ sở liệu. Ok, vậy là mình đã tạo xong những cái cần thiết. Ở video sau thì mình sẽ tạo các thứ mục cho cái phần quản lý slide này.